Khoảng đầu tuần sau, miền Bắc sẽ đón tiếp đợt không khí lạnh. Dù tăng cường yếu nhưng không khí lạnh vẫn khiến khu vực giảm 3 đến 4 độ, trời dịu mát kèm mưa rào. Miền Bắc đang trong những ngày thu với tiết trời dịu mát, trưa chiều có nắng, tuy cũng có lúc nền nhiệt đến 34 độ. Hình thái này sẽ kéo dài đến hết tuần. Khoảng đầu tuần sau, ngày 1 tháng 10, khu vực đón tiếp đợt không khí lạnh mới. Đợt không khí lạnh này có cường độ yếu, tương tự đợt đầu mùa vừa qua nên nhiệt độ tại miền Bắc chỉ giảm nhẹ khoảng 2 đến 3 độ vào ban ngày và giảm sâu hơn 3 đến 4 độ vào ban đêm. Trời chuyển mát và kèm mưa rông. Theo đó, vào khoảng từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội khoảng 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 22 đến 23 độ. Tại Lạng Sơn, một trong những tính thường chịu ảnh hưởng mạnh của không khí lạnh, nhiệt độ cao nhất giảm còn 27 đến 28 độ và thấp nhất khoảng 18 độ.